Đó. Hà có cũng một cái chai xịt khoáng của nước thần trà xanh luôn nhé cả nhà nha. Xịt khoáng này nó là được chiết xuất từ cái mật trà xanh nhé. Đó. Những cái set xịt khoáng của nó luôn. Chai này là chai xịt khoáng nhé. Bây giờ mấy cái này lên mà tự mọi người mà thấy xài cái này lên. Của nó luôn á, nó cũng là full size của nó. Ủa Hà cũng có hết nha, một cái chai làm hết đấy, nhưng mà tại vì không có thể nào lên đây hết được, không nhiều lắm nên không thể nào like hết được.